Tại sao tụi bay làm cái gì cũng thất bại, không có thành tựu gì hết. Học tiếng Anh cũng không nói được, tập gym, body cũng vậy. Rồi các mối quan hệ, sự nghiệp, tình duyên này kia cứ lận đận. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói cho tụi bay biết cái lý do tại sao tụi bay thất bại. Con đường sẽ dẫn tụi bay đến thành công. Và đầu tư vào những cái mặt gì sẽ giúp cho tụi bay có một cái thành công bền vững cho suốt cuộc đời tụi bay. Rồi, ok, tao là ai mà dám đứng đây nói về cái bài học thành công, nghe mắc cười quá. Từ khi còn nhỏ đi học á, thì tao nghe trường chuyên Lê Hồng Phong khó vô lắm. Trường chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh nè, tao thi cái một vô. Ngoài có bằng tú tài Việt Nam, tao có bằng tú tài Pháp nữa. IELTS của tao nhiều khỏi cần phải nói rồi. Rồi học bổng quốc tế là có hơn 7 cái, trong đó có đi Mỹ, đi Pháp, đi Hàn và những nước khác. Rồi khỏe đẹp, tao tập gym 6 múi. 6 múi khó không má? Tự trả lời nha. Nổi tiếng không? Tự xây dựng nhân dạng khá tiếng Anh, hơn 1.4 triệu người follow và rất là nhiều chiến dịch thành công, đi đến đâu ai cũng biết. Khởi nghiệp với InThought, tới bây giờ nó nói là kiếm tiền nó thật không thực sự quan trọng đối với tao khi mà tao làm ra InThought này. Nhưng mà cái tiền mà từ cái việc khởi nghiệp á, nó khiến cho cuộc sống của tao hiện tại, ngay tại thời điểm này, không còn lo cơm áo gạo tiền nữa. Nói gì tụi bay tự hiểu. Tình duyên, bồ tao, JB, đẹp, giỏi, giàu. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói về cái lý do tại sao mà tụi bay hay thất bại nha. Tụi bay biết cái bản chất của tâm của mình á, tâm luôn luôn bị trói buộc, chi phối, xiềng xích bởi rất nhiều thứ ngoại cảnh bên ngoài. Tụi bay không bình tâm được, tụi bay bị phân tâm là tụi bay làm cái gì tụi bay cũng bất thất bại hết. Tao nói được một điều, ok chưa? Mày tưởng tượng đi ha, mày có con người yêu, ok là tình đấy ha. Đó, tối ngày nó cứ drama, nó tối ngày nó cứ làm khùng làm điên hoài thì làm sao tụi bay tập trung công việc được. Nó cứ nắm tụi bay, nó giật vậy nè. À, rồi tiền tụi bay ăn chơi xài phung phí, đi ba đi bấp gì á, cho nên là tháng nào tụi bay tiền kiếm được cũng đâu có đủ để trang trải chi phí đâu, thì cái tiền này nó sẽ phải giật dây tụi bay, đúng không? Đó, tụi bay thấy không, cái trí tuệ nằm ở chỗ là mình phải cắt đi hết những cái ràng buộc, những cái xiềng xích này. Có nhiều đứa cờ bạc đi má, có nhiều đứa sử dụng chất kích thích đi má, nhiều đứa nghiện điện thoại, nghiện game, nghiện mạng xã hội đi. Có nhiều đứa thì quan tâm tới cái lời người khác nói về mình, khen ngợi, chê bai. Như vậy là cái hạnh phúc của tụi nó bị nằm trên cái đầu môi chót lưỡi của người khác. Người đời đi, tao nói cái ghi người đời đó má ơi, cái gì cũng để tâm hết. Thì cái tâm của tụi bay sẽ bị phân tâm, đúng không? Như vậy cái bậc thánh nhân hoặc là cái người mà thực sự giỏi, họ có thể xóa bỏ những cái ràng buộc này, hoặc là thiết lập những cái ràng buộc thật sự là healthy, ok? Có thể là những cái ràng buộc healthy hay những cái ràng buộc lành mạnh. Được chưa? Rồi tao sẽ nói về cái này nhiều hơn, bởi vì mình là con người, mình không thể nào mình dứt ra khỏi hết những cái ngoại cảnh này được. Cái tiền ai mà không cần, tình cảm ai mà không cần tình cảm, đúng không? Đó, thì làm sao để mình có thể thiết lập được những cái ràng buộc, những cái attachment, những cái sợi dây này, nhưng mà những cái sợi dây đó là những sợi dây lành mạnh, được chưa? Chưa bỏ được thì mình phải biết cách thiết lập những cái sợi dây lành mạnh, ghi nhớ điều này. Đó, lý do tụi bay thất bại là tụi bay không có cái sự định tĩnh, cái sự nhất quán, cái sự tập trung. Ok, ngày xưa lúc 15 tuổi tao làm gì biết tới Phật Pháp, tao không biết gì trơn á, nhưng mà bây giờ tao học Đức Phật, bởi vì Đức Phật không phải là một vị thánh mà để tao có thể xin xỏ, để tao muốn cái gì tao cầu, không có má. Mà ổng là một cái người thầy, và cái người thầy này sẽ chỉ cho tụi bay cái con đường thành công, tụi bay đạt được thành tựu. Thì ổng nói có ba chữ thôi: giới, định và tuệ. Giới có nghĩa là gì? Là giới luật, là những cái boundary ha, những cái giới luật, những cái boundary
những cái rules. Mày phải có nguyên tắc rõ ràng trong cuộc sống mày, thì mày mới xây dựng được những cái mối quan hệ lành mạnh, những cái ràng buộc lành mạnh. Ví dụ như về tình cảm đi, mày phải có standard, mày có tiêu chuẩn người yêu của mày phải là như thế nào? Một người chung thủy đúng không? Một người không rượu chè, không cờ bạc đúng không? Một người biết quan tâm, lo lắng, có trách nhiệm. Như vậy thì đây là những cái boundary này nó giúp cho mày hình thành được một cái ràng buộc lành mạnh mà dính với một cái người. Ví dụ như giờ tao dính với bồ tao là JB đi, rất là ok, thông minh, giỏi, thái độ tốt, hiểu chuyện, không bao giờ gây drama hết cho tao hết, cho nên là tao có thời gian tao tập trung vào những cái chuyện khác, nó không có giật tao nhiều, hiểu không? Cái tâm của tao nó không bị lay động khi mà tao quen nó. Còn mày quen một đứa không chung thủy, coi ngày nào mày cũng phải lo, mày suy nghĩ suy diễn cái chuyện là nó đi cheat mày, nó đi không, nó đi ngoại tình với mày, trời ơi là mày ngu rồi đúng không? Cái boundary mày không có, mà cái rules mày không có, mày đi quen một cái đứa như vậy đúng không? Vậy là mình thiếu đi cái giới, không, giới này có thể là giới đức nữa, bởi vì cái bản thân của mày, cái đức của mày, cái đức là cái cách mà mày ứng xử, cái thế giới quan của mày nó cũng y chang vậy, thì làm sao mày quen được một cái người tương xứng? Ví dụ tao nói về cái tường tình thôi, còn tiền biết không, ví dụ như mỗi tháng mày xài có 4 triệu thôi, mày kiếm được 8 triệu thì mày xài 4 triệu thôi, cái đó là giới luôn đúng không? Giới luật. Trời ơi, mày ngày mày 8 triệu mà mày xài 20 triệu là mày thiếu giới rồi mà. Thì mày lúc nào mày cũng phải lo lắng chuyện mắc nợ, mày đi kiếm tiền để mày trả mấy cái nợ này không? Nhưng mày ngu chưa? Như vậy là mày thiếu cái giới nè ha. Rồi tao nói tiếp cái chuyện điện thoại hay là social media đi ha. Hoặc là đấy, ví dụ như điện thoại mày bị nghiện điện thoại đi, mày tối ngày mày bấm điện thoại thôi, mày không có thời gian để mày tập trung công việc đi, nó cứ kéo cái tâm mày đi đi. Game hay là chất kích thích gì cũng vậy nữa. Cho ví dụ như điện thoại một ngày 2 tiếng thôi. Rồi cờ bạc, thí dụ cho mày kiếm được 8 triệu mày 1 triệu mày đánh bài thôi. Nếu mày chưa bỏ được, mày bỏ được thì tao không nói gì rồi, mày bỏ được luôn đi, ok quá trời đúng không? Nhưng chưa bỏ được thì làm ơn đặt ra cái giới luật cho mình, trong cái khoảng giới hạn, để nó không làm mình bị phân tâm. Mày làm phân tâm thì làm sao mày có định được? Cái định lực ha, cái định lực đó có nghĩa là focus tiếng Anh ha, focus là sự tập trung, hoặc là consistency là cái sự nhất quán. Cái tâm mày ổn định, bình định thì mày sẽ sinh ra trí tuệ, là wisdom, là mày biết lúc đó mày thành tựu rồi đó, mày giỏi, mày thành công rồi đó má. Nhưng mà rất là đơn giản, một cái quy tắc rất là đơn giản vậy thôi, tao giải thích tụi bay hiểu không? Tụi bay có cái giới thì tụi bay sẽ hình thành được những cái ràng buộc lành mạnh, không? Nếu mà tụi bay chưa cắt ra được những cái ràng buộc này, tụi bay vẫn phải còn lo đi kiếm tiền đi, nhưng mà cái tiền đó tụi bay ăn xài, tụi bay ăn rất là gói ghém, cần kiệm, nó không ảnh hưởng gì tới trong cái đồng lương của tụi bay hết, tụi bay không có lo về tiền nhiều đúng không? Tụi bay tập trung phát triển sự nghiệp. Tình cảm thì bay chọn một người chung thủy, một cái người mà không gây ra rắc rối cho tụi bay trong cái đường đời này, để hoàn toàn có thể bình tâm, không bị phân tâm để mình tập trung vào những cái thành công khác, ok chưa? Cho nên là lý do tụi bay thất bại là tụi bay không tập trung, tụi bay không có đặt ra những cái giới luật để tụi bay bảo vệ cái tâm tụi bay ra khỏi những cái ngoại cảnh xu, ok? Rồi, giới định tuệ, nhớ tao ba từ này, mày niệm ba từ này thôi, giới định tuệ, giới định tuệ mỗi buổi sáng, để tụi bay phân tích ra coi là cái gì đang ảnh hưởng đến cái tâm tụi bay ha. Đầu môi chót lưỡi, ta nói nè, con khá tiếng Anh này mà quan tâm đến đầu môi chót lưỡi của mấy cái đứa cộng đồng mạng hoặc là bạn của nó đi chẳng hạn, nó có dám post cái video nào lên để nó nói ra lên những cái chính kiến, những cái sự thật, những cái kiến thức của nó chia sẻ không, thì làm sao mà nó thành công được, đúng chưa? Miệng đời nè má, làm ơn đi, tao không bao giờ quan tâm tới miệng đời, vậy thôi. Rồi, hạnh phúc của mày là nằm trong tay mày, đúng chưa? Con đường thành công thì tụi bay phải biết được những cái từ khóa là thiết lập hoặc là lập trình thói quen. Tụi bay lập trình thói quen cho tao, tụi bay thấy tao học tiếng Anh rất là giỏi, hoặc là tập gym 6 múi, mấy cái chuyện này là tụi bay phải làm hằng ngày, nó phải là thói quen, nó phải bền vững, thì cái thành công của tụi bay nó mới kéo dài được, chứ không phải là một ngày một bữa, tụi bay hiểu không? Người ta nói là gì? Ý dẫn đầu các pháp, trong đạo Phật nó là ý dẫn đầu các pháp, ý là có nghĩa là suy nghĩ, suy nghĩ của tụi bay sẽ gặp được cái hành vi,
Hành vi nó sẽ là thói quen, và thói quen nó thành số phận tụi bay ơi, hiểu chưa? Cái luật nhân quả của đạo Phật nó nằm trong hiện kiếp và đời này, tụi bay phải hiểu là nó từ trong cái tâm thức của tụi bay ra, cái suy nghĩ của tụi bay ra nè, nó thành hành vi nè, thói quen và số phận. Cho nên tụi bay muốn đi tập gym được thì bay phải đặt được cái suy nghĩ là tập gym 6 múi sẽ có bồ, tập gym 6 múi đẹp hơn thì sẽ tăng được thu nhập của tụi bay. Tụi bay phải có một cái mindset chánh kiến là đúng, chánh là đúng, kiến là ý là kiến thức đúng, tụi bay suy nghĩ đúng. Ồ, như vậy nó sẽ là hành vi là tụi bay đi tới phòng tập gym, tụi bay đăng ký tập học gym đúng không? Đúng cái giờ đó tụi bay đi, ngày nào cũng đi, không cần biết là bữa đó có mưa có gió có gì xảy ra tụi bay vẫn đi tới cái đó. Tụi bay nào cái não của mình nó quen rồi, cái não tụi bay nó rất là dễ hình thành những cái liên kết thần kinh mà sau đó tụi bay không cần động lực luôn, không cần động lực gì hết trơn á. Cái não tụi bay đã hình thành những cái liên kết thần kinh thói quen, giống như sáng ra đánh răng hay là rửa mặt hay là những cái chuyện mà nó hàng ngày đời sống tụi bay thấy nó làm rất là theo cái chớn, theo cái đà, nó dễ lắm. Như vậy là suy nghĩ, hành vi là thói quen là số phận. Ngày nào tao cũng post video, ngày nào tao cũng lên đây tao nói ra rã, tao quen rồi. Cái việc mà set up cái camera ngay đó, bấm cái nút quay và cài mấy cái này lên, đối với tao là nó là một cái autopilot luôn á. Có nghĩa là để cho chế độ tự động, tao cứ tự làm xong mình lên đây tao nói chuyện với tụi bay luôn á. Hiểu không? Có nghĩa là tụi bay phải thiết lập được, lập trình được những cái thói quen tốt này. Và tao sẽ có một cái video nói riêng về cái việc là lập trình thói quen luôn. Ngày hôm nay tao nói đơn giản là như vậy, tụi bay dễ hiểu thôi. Rồi tụi bay nên đầu tư vào cái gì thì tụi bay sẽ có thành công bền vững. Những cái này được gọi là vật ngoài thân, tụi bay hiểu không? Tiền, bạc, tình yêu cái gì đó là vật ngoài thân. Tao nói là một lần nữa, nó không có bền vững tại vì nó đi theo cái tiến trình vô thường và nó sẽ bị mất đi. Cho nên tụi bay hãy đầu tư vào. Thứ nhất, những cái nhà tuyển dụng nào cũng sẽ biết cái chữ ass này hết trơn nha. Attitude có nghĩa là thái độ. Attitude, ok. Thái độ là cái cách tụi bay ứng xử với mọi người xung quanh á. Cách ứng xử là cái nhân cách tụi bay á, cái tư cách, cái phẩm chất á, nó phải đi từ bên trong của tao nha. Cái tư cách tụi bay phải tốt, cái tư cách tụi bay tham sân si, tụi bay không có bao giờ mà có được cái thái độ tốt đâu nha. Cách ứng xử, cách ứng xử một cái ha. Rồi, skills, kỹ năng. Kỹ năng nói tiếng Anh, kỹ năng sử dụng AI, kỹ năng thiết kế, mấy cái đó ai cướp được tụi bay không? Cách ứng xử của ai cướp được tụi bay không? Và cái thứ ba là knowledge. Tụi bay hãy đầu tư vào những cái gì mà không ai lấy được của tụi bay hết. Tiền tình rồi nọ, phù du. Ranh giới có và không rất là mong manh. Đừng có suy nghĩ tới tụi nó nhiều. Quan tâm ngày hôm nay cái thái độ, cách ứng xử của tụi bay, phẩm chất của tụi bay có thay đổi chưa hay vẫn còn tham sân si trong đó. Tụi bay còn tham sân si là tụi bay không bao giờ đi lên được chơi, nó nói thiệt. Skills là kỹ năng, thiết kế, tiếng Anh, tất cả những cái gì mà nó có hữu ích trong cuộc sống này, tạo ra giá trị. Và knowledge là kiến thức và wisdom. Ok, rất là đơn giản. Đầu tư vô ba cái này là tụi bay sẽ luôn luôn có thành công bền vững trong tất cả những lĩnh vực tụi bay chọn. Giống tàu. Bây giờ khá tiếng Anh nó không có thèm post những cái video bắt trend. Làm cái gì? Tao nổi tiếng rồi đó. Tao chỉ muốn biết là nổi tiếng là ra làm sao, rồi làm cách đó có nổi tiếng hay không mà tao làm rồi đó. Mày tập gym 6 múi thì ngày nào cũng đi tập rồi. Đúng không? Giờ khởi nghiệp tìm in thoát ra cũng có đủ tiền để sống, mà ngày ăn một bữa đến cuối đời cũng không có thiếu được ăn để ăn nữa. Ok. Rồi, hy vọng là cái video hôm nay sẽ giúp cho tụi bay mở óc ra, thành công hơn và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Hello, bye bye.